Có ai từng vẽ cây thông phủ tuyết như thế này chưa? À? Để mình chỉ cho các bạn một cách nữa nha. Mình sẽ dùng cọ quạt vẽ hình dáng của cây thông trước, sau đó lấy màu xanh xám phủ một lớp tuyết đầu tiên lên cây. Tuyết sẽ phủ đều lên các cành và càng xuống dưới thì tuyết càng dày ha. Cả mặt đất mình cũng sẽ tô kín luôn. Mình dùng màu trắng cho những chỗ cần làm sáng và nổi bật, còn màu đen cho những chỗ cần đổ bóng. Vì màu nền của mình có một xíu màu vàng của ánh nắng mặt trời á, nên mình sẽ điểm thêm trên các tán cây ở bên phải, nhìn cho nó hài hòa hơn. Cuối cùng là rắc thêm một ít màu hồng lên. Bạn đã có một cây thông đầy tuyết rồi đó.